mùa dịch này thì mình cũng nên mua về, nên app Foodie hoặc GoViet mình có thể mua về nhá. Ở đây là mình đặt hàng trên GoViet hay Foodie anh nhỉ? À, GoViet. GoViet đúng không? À, GoViet. GoViet là tên quán là gì? Rồi, mến chào tất cả quý vị anh chị các bạn nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường bên chỗ quận Tân Phú nhé. Hôm nay đi qua đây thì Kiên thấy một cái quán cơm này rất là hấp dẫn này, nên muốn vào đây chia sẻ với quý vị này. Ở đây, đây là cái quán cơm cơm trưa văn phòng này quý vị. Ở đây thì có món sườn này, rồi ếch này, mực này. Nói chung là các món ăn ở đây rất là hấp dẫn nhé. Nên là Kinh muốn quay chia sẻ quý vị. Đây quý vị thấy không? Các món ăn ở đây, đây có rau xào này. Rau xào rồi có đầy đủ các món hết. Đây là có lòng này, cái món pha lấu này mới hấp dẫn này. Đây, món gì cũng có nha. Đây có món canh chua cá hú này, cá kho này, cá kho này quý vị, rồi cá kho, đây là cá kho thịt này, đùi gà này. Đấy, cái này là mực này. Đây là quán, đây là mực nhồi thịt, gà kho gừng. Này là có sườn, này là ếch. Đấy, rất là hấp dẫn quý vị. Cái này là cá chiên này, cá chiên, cá diêu hồng chiên, rồi cá cái này giống kiểu cá lóc nhưng mà không phải cá lóc. Quán đây là mình bán từ mấy giờ anh nhỉ? Bán tầm khoảng 8 giờ là có đồ ăn rồi. Khoảng tới mà bán tới khoảng 2 giờ là hết rồi ạ. 2 giờ là hết đúng không? Một ngày là mình bán buổi trưa hay buổi sáng đến buổi trưa hay sao? Bán khoảng 8 giờ đi chợ về. Tối có bán không? Không. Đi chợ về làm khoảng 7 giờ mình về đó là làm đồ ăn tới có món nào gặp bao món nấy gì đó. Bán lai gai từ từ tới khoảng 1 2 giờ là mà là hết đồ ăn luôn. Rồi. Chiều không bán. Dạ. Bán về là không nổi. Sáng đi chợ 5 giờ. Dạ. Em thấy là đồ ăn ở đây hấp dẫn quá. Bữa nay là ít đồ ăn rồi đó, còn nửa thôi. Còn tại mấy nay là dịch đó, dịch giảm bớt á. Còn nếu mà ngày thường ngày thường đó, là nhiều lắm rồi. Đồ ăn lắm. Không phải bao nhiêu đâu, nay là ít, là giảm bớt. Dạ. Ở đây là mình bán được bao nhiêu năm rồi? Cũng khoảng 15 năm rồi. 15 năm rồi. Quá là ngày xưa. Dạ. Giờ của má. Quán của má đúng không? Quán của má hồi xưa tới giờ. Dạ. Giờ mình tới mình tiếp lên. Dạ. Ở đây là thế là mình nấu gọi là những cái món ăn ở đây là theo kiểu văn phòng ăn nhiều đúng không? Văn phòng. Văn phòng. Với khách giảng là với gia đình thôi. Dạ. Thế là đồ ăn ngon quá. Đấy, ví dụ cái món này là món lòng gì vậy? Thú linh khè nước dừa. Thú món. Linh khè nước dừa. Khè nước dừa. Anh đấy cả nhà thấy là cái món thú linh khè nước dừa này. Tây mình đó. Cái món này một tây đúng không? Miền Tây á, của miền Tây mình đó. Dạ. Còn cái kia là xá xíu. Này là thịt xá xíu. Cái này là đùi gà sốt gì anh? Đùi gà của Tây. Đùi gà roti. Cái này là cá. Cá thu sốt cà. Cái này là món cá hú kho có với lại tiêu đúng không? Cái này là canh chua này, canh chua hấp dẫn, canh chua cá hú này. Này là canh chua cá lóc này. Này là chả cá này, cái này là cá chiên này. Đây rau xào nè quý vị. Đây là gà kho này. Đấy, quý vị thấy hấp dẫn không? Ở đây một phần là bao nhiêu anh nhỉ?
tùy theo món á, 30 có, 35 có, 40 có, 50 có. Dạ. Một cái 50. À. Ngoài này mình có canh canh gì ta? Có canh hủ qua nhồi thịt. À. Canh rau đây với canh chua có lóc có hú. Dạ. Rồi với canh cải. Dạ. Canh cải là canh cho theo cơm. À. Còn mấy canh hủ qua qua đây là mình bán riêng. Dạ. Bán thêm. Lúc này mình cũng làm ít đồ. Nó không được sơm tụ như lúc trước. Trước là anh để gọi là kín hết đúng không? Kín hết rồi, không có chỗ nào còn được. Còn hồi tao có người ta gọi chim xả đang chặt cưa gà. À, gà ba loại chim xả đó. Thế là xong là hết rồi. Hôm nay giờ là chưa có khách rồi. Tại mấy bữa là... Khoảng mấy giờ mới đông anh nhỉ? Khoảng tầm khoảng 11 giờ mấy đến 12 giờ trở lên. À. Không có khách. 11 đến 12 giờ. Ra đón cơm trưa. Lúc này khách dân cũng nghỉ bớt á. Ừ. Người ta ăn cơm mà trưa trưa đó nè. Đúng rồi, lúc này học sinh người ta cũng nghỉ bớt. Nhưng mà giờ người ta ship đi về là nhiều đúng không? Đúng rồi, giao nhiều rồi. Giao qua... Giao đi với GoViet có đặt hàng. GoViet rồi Grab Foodie là nó giao nhiều. Tại này chưa có Foodie, chưa có Grab nữa. Tại vì mấy người đó chưa có liên kết với mình á. Chỉ có GoViet thôi. Yeah. Còn mấy người đó sao mà không liên kết. Mấy người bên tiền không liên kết với mình. Dạ. Yeah. Ở trong này thì có gọi là chỗ ngồi đàng hoàng nhé. Ngồi ăn đàng hoàng, rất là sạch sẽ luôn. Đây có chị đang bán cho khách. À, cái này là thịt thịt sốt. Rất là nhiều món luôn. Đây có thịt nướng sả này, thịt cái này là canh nha quý vị. Đây mình có phòng lạnh ở trên lầu. À, có phòng lạnh luôn. Dạ. Không làm mấy khách là đặt trước trong phòng này kia đâu. Dạ. Khách của sinh viên học sinh đâu có đặt là được kia. À, có là lên phòng lạnh đúng không? À. Đây là cơm văn phòng, có cả phòng lạnh, phòng VIP luôn. Cái này có chuối này này. Chuối, ớt. Cái này có chỗ ngồi ăn ngoài nữa. Ở đây Kiên thấy là rất nhiều món ngon luôn quý vị. Hôm nay thì Kiên sẽ không có ăn đây mà lát nữa Kiên sẽ mua mang về nhé. Mình ra mua mang về ăn. Ngày 1-12 giờ mới có đúng không anh? Đông. À, đông. Ngày thường thì chắc không có chỗ ngồi luôn anh nhỉ. Nói chung là mấy ngày dịch này thì nó qua ngày dịch trước dịch á. À. Là vô mà tầm khoảng 11 giờ rưỡi đó. À. Là chưa không có chỗ ngồi. Đúng rồi. Quay kính. Ừ. Đồ ăn có nhiều đa dạng. Nướng cái gì cũng có. Dạ. Nó làm tới 30-40 món. À. Thì bữa là xếp hết cái bàn kia luôn đúng không? Toàn dài hết. Dài hết. Chờ nói chung là dịch nó giảm khách, lượng khách giảm bao nhiêu phần trăm anh? Nó cũng giảm khoảng tầm 20%. 20%. À. Vậy là chỗ anh cũng đỡ rồi đấy, nhiều chỗ em thấy là giảm khoảng 60-70% rồi. Tại khách nó mối quen nhiều. Khách quen nhiều đúng không? Với lại Google của mình lên app Google nó rất là nhiều đa dạng món á. À. Và thích hơn cái quán ít món. Dạ. Yeah. Nhiều sự lựa chọn hơn. Đúng rồi. Lê gai tại vì tầm 10 giờ ta chưa có ăn cơm trưa nhiều. Đúng rồi, đây giờ mới 10 giờ. Ai ta chưa ăn sáng thì giờ ta ra thôi. Dạ.
Đây là có món mực mực nhồi này là thấy hấp dẫn này nhỉ. Mực cho thịt. Đó là thịt. Đó là mực nang sữa. Mực nang sữa nhồi thịt nè. Rất là hấp dẫn quý vị. Em về anh. Nấu xong rồi chưa kịp lên. Nấu xong chưa kịp lên luôn. Chưa kịp lên tắt lửa suốt. À. Em tới rồi thôi. Giờ khách mua mang về là nhiều. Khách mua về ăn đây cũng đông lắm nhưng mà nó cũng một lát thôi. Nó không kéo dài như lúc trước nữa. Đặt có hạn chế dùng cả mọi người. Chính xác. Ngon hơn à. À, giờ Kiên sẽ mua mang về nha quý vị ơi. Hôm nay mùa dịch thì Kiên sẽ gọi là cũng gọi là không có để cái địa chỉ. Có gì thì quý vị muốn ấy thì có thể là mùa dịch này thì mình cũng nên mua về, lên app Foodie hoặc GoViet mình có thể mua về nhá. Ở đây là mình đặt hàng trên GoViet hay Foodie anh nhỉ? GoViet. GoViet đúng không? GoViet. GoViet là tên quán là gì anh? GoViet là cơmhiền.com. Cơmhiền.com. Có mọi người có thể lên GoViet đặt hàng nhá. Cơmhiền.com nha quý vị. Cơmhiền nó cũng lên. Quán cơmhiền nữa. Mọi người có thể bấm vào quán cơmhiền nhá. Thì có thể là đặt hàng về nhà ăn thì nó sẽ tiện hơn cho mọi người trong cái khoảng mùa dịch này nhé. Còn khi nào mà nó hết dịch cho thì quý vị có thể đến đây. Rồi, cảm ơn anh chủ rất là nhiều. Chúc anh mùa dịch mình cũng luôn luôn làm những món ăn ngon để bán online cho mọi người. Ai có thể là đến đây được thì đến. Nếu mà ai không tới được thì mình ship đến ra tận nhà. Dự trữ ăn cũng được, cả ngày cũng được. Dạ. Có người tới mua ăn cả ngày luôn, ăn cả tuần. Ăn cả tuần luôn, ghê vậy. Có người tới mua 400.000 người ta vô từ bị cho bị á. Lạnh cho ta ăn. Trời ơi, ghê thật. Cái này nấu Gò Giáp có bưng qua ta mua. À. Ta ở lại ta không mua xong cho để vô bị á. Dạ. Ăn cũng là ta không thấy à. Ta không có tiện đi á. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều đấy. Quý vị có thể là mua về để có thể ăn trong ngày cũng được. Và quý vị ship trên app GoViet nhá. Cơm Hiền, quý vị nhấn là Cơm Hiền nó ra. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.